Hình ảnh này chúng tôi ghi toàn bộ lô đất đang tranh chấp tại xóm 10, xã Hương Lâm giữa gia đình ông Đình Tôn Trang và gia đình ông Đinh Văn Hướng. Nội dung sự việc như sau. Năm 1992, chị Trần Thị Lý, trú quán tại đội 10 xã Hương Lâm chuyển nhượng cho ông Trang một mảnh vườn có diện tích 1.000 m², có ranh giới rõ ràng. Việc chuyển nhượng này đã được Ủy ban Nhân dân xã Hương Lâm xác nhận vào đơn ngày 12 tháng 2 năm 1992. Từ năm 1992 đến nay, gia đình ông Đình Tôn Trang thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, nhà đất đối với nhà nước. Do nể tình làng nghĩa xóm, đầu tháng 12 năm 1992, ông Trang đã cho ông Hướng mượn một ô đất sát mặt đường với diện tích 72 m² để mở quán bán hàng, nhưng không có giấy tờ về việc cho mượn này. Sau đó ông Hướng đã làm đơn lên xã xin cấp đất làm lều quán và được chấp nhận với diện tích 72 m², và hàng năm xã đều thu thuế kinh doanh chứ không thu thuế đất nhà ở. Năm 1994, lợi dụng ông Trang đi vắng dài ngày, ông Hướng nhờ người đến san nền và dựng lên ngôi nhà gỗ với tổng diện tích 141 m². Khi phát hiện ra sự việc, gia đình ông Trang nhiều lần yêu cầu ông Hướng trả lại đất. Ông Hướng không những không trả mà còn khẳng định đó là đất của ông đã được Ủy ban Nhân dân xã Hương Lâm xác nhận vào ngày 5 tháng 12 năm 1992. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Trang, Ủy ban Nhân dân xã Hương Lâm đã tổ chức cuộc họp mời hai ông Trang Hướng lên giải quyết hòa giải. Đồng thời có công văn ngày 2 tháng 10 năm 1998, Ủy ban Nhân dân xã trả lời ông Trang, ông Hướng nêu rõ. Việc ông Đình Văn Hướng xin giấy phép làm lều quán để sử dụng vào mục đích kinh doanh chứ không phải cấp đất ở cố định. Việc thu thuế hàng năm của chủ hộ Đình Văn Hướng chỉ ghi thu thuế kinh doanh chứ không phải thu thuế nhà đất. Và diện tích này nằm trên diện tích của ông Đình Tôn Trang nên không hợp pháp. Bên viện kiểm sát thì là bác là của là tòa án. Đó, thì không biết thì cái cơ quan nào là chính xác. À, nhưng mà theo tôi hồi nữa tôi đang làm phó chủ tịch kiểm tra công an á, thì tôi đã giải quyết cái chỗ này. Đấy, mà theo tôi này là cái khẳng định thì thế này. Vì cái vật đất trên ông Trang là chuyển nhượng cho ông Mái là chuyển nhượng cho ông Thích. Chứ sợ gì mà miếng đất gì vật tiền này thì ông Trang không nữa mà là nữa. Cái đất của tôi là tôi mua của bà Trần Thị Lý mà đã có giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân xã Hương Lâm. Và đồng thời là vụ án mà vừa rồi xảy ra, nhưng mà đã có 10 xóm trưởng là đề nghị là hủy bản án tòa án phúc thẩm bởi vì tòa án là không công bằng mà chứ không đúng. Do Ủy ban Nhân dân xã không kiên quyết giải quyết vấn đề này nên buộc ông Trang làm đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê giải quyết. Trong quá trình thụ lý án, Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê đã xác minh làm rõ một số nội dung và đi đến kết luận. Diện tích lều quán của chủ hộ Đình Văn Hướng nằm trên diện tích đất của ông Trang và mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên mảnh đất đang tranh chấp thuộc quyền sở hữu của ông Đình Tôn Trang. Thật bất ngờ, phiên tòa phúc thẩm sau đó đã bỏ qua tất cả mọi tình tiết cũng như các văn bản, các ý kiến của người làm chứng để ra quyết định hủy bỏ toàn bộ bản án sơ thẩm trước đó, khiến chính quyền và nhân dân xã Hương Lâm bất bình trước sự thật 10-10 đã hoàn toàn bị tước bỏ. Bản án sơ thẩm tòa Hương Khê xét xử cái vụ án đó là giữa ông Trang với ông Hướng là đúng đắn theo là có căn cứ vì tòa đã điều tra các cái tài liệu chứng cứ có cơ sở trong hồ sơ và xác định một lần nữa là khẳng định cái bản án tòa sơ thẩm là xét xử như vậy là đúng. Còn á là sau khi tòa sơ phúc thẩm xét xử thì điều tra lại thì có như để làm sai lệch hồ sơ là hồ điều tra lại thì có như cái số liệu nó không chính xác, không đảm bảo cái sự chính xác. Là vì một á là tòa căn cứ theo cái bản án cái hồ sơ sơ thẩm điều tra ban đầu là một, thứ hai nữa sau khi có khiếu nại của các bên đương sự thì á là viện kiểm sát tỉnh đã điều tra lại, đã điều tra xác minh lại và tòa thấy như vậy là rất phù hợp và có căn cứ. Nhưng mà việc làm của tòa án của Hà Tĩnh nhưng tôi đồng tình cùng từ sự việc đó, sự việc rất là kéo dài cho nên sau này rồi là sinh cái chuyện này chuyện khác bất đồng ở trong nhân dân, người ta nói là tại sao tòa án huyện người ta xử đúng rồi thì tòa án tỉnh đánh theo đó mà xử là xử, nếu như mà xử mà theo về giấy tờ này khác đó,
về đầy đủ pháp lý nơi khác, về căn cứ nơi khác thì cho rằng là ông Trang là thắng chứ không phải là thế nào mà thua được. Nhưng mà bởi vì không hiểu lý do gì mà lại phán xử là kết luận cách khác, cho nên chúng tôi cũng đồng tình. Về phía tổ chức chúng tôi hoàn toàn đồng tình, và cũng chúng tôi là thay mặt cho 450 người cao tuổi của xã Hương Lâm cũng đồng tình vấn đề mà khi tòa án nhân dân tỉnh mà kết luận như vậy. Bất bình trước sự đổi trắng thay đen này, ngày 9 tháng 12, các xóm trưởng trong xã Hương Lâm đã ký vào đơn đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án này, kẻo làm thiệt thòi quyền lợi của công dân. Trong khi nhận được đơn khiếu nại của ông Trang, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã cử một đoàn cán bộ đến xã Hương Lâm điều tra xem xét sự việc. Tôi thì tôi can thiệp sâu với cái vấn đề này nữa. Bởi vì ở đây điều phương đấy chứ mà nói cái chỗ này mà cho tôi ủng hộ là hoặc là quan điểm tôi để có căn cứ để nó ông hưởng đúng, để có căn cứ để nó ông Trang đúng là cái đó chứ. Thì sau đấy thành thể thì chúng tôi cũng đề nghị là xem xét như vậy thôi, chứ ngoài ra để mà khẳng định cái để mà quyết định để cho hai ông này nó chưa rõ ràng nữa thì tôi có lẽ. Từ thực tế đó, ngày 19 tháng 5 năm 2008, Viện trưởng Viện Kiểm sát Hà Tĩnh, ông Hồ Văn Giáp đã ký quyết định kháng nghị số 598 lên Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân tối cao giám đốc thẩm, khẳng định mảnh đất 141m2 đang tranh chấp có nguồn gốc nằm trong thửa đất của ông Đình Tôn Trang. Đơn xin cấp đất là nhà của ông Đinh Văn Hướng là bất hợp pháp cả về nội dung lẫn hình thức. Qua xem xét các tình tiết vụ án và qua nghiên cứu hai cái bản án này thì tôi thấy là cái bản án cấp phúc thẩm là không khách quan và không có cơ sở, bởi vì nhận định trong bản án phúc thẩm là cái việc mà Ủy ban Nhân dân xã Hương Lâm sử dụng một con dấu có kể từ năm 1993 trở về sau để xác nhận cho một cái sự việc là đã xảy ra năm 1992 là hoàn toàn là không khách quan. Cái điều này là để nhằm hợp thức hóa cái hồ sơ chuyển nhượng đất mà ông Nguyễn Văn Hưởng đã trình bày. Từ đó là dẫn đến là tranh chấp hai bên mà kéo dài trong một thời gian dài, chính quyền địa phương cũng như là dẫn tòa án xét xử vụ án là gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ. Theo tôi nghĩ thì hiện nay thì là căn cứ vào khoản 1 điều 2583 của luật tố tụng dân sự thì là ông Trang đã kháng cáo để làm đơn đề nghị chánh án tòa án nhân dân tối cao kháng cáo kháng nghị giám đốc thẩm, và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng có công báo cáo về việc là đề nghị là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tối cao là kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Nhưng mà hiện nay thì trải qua một thời gian dài thì cũng chưa có thông tin từ phía tòa án nhân dân tối cao. Đấy, mà căn cứ về các tình tiết của vụ án với các đối chiếu với các quy định pháp luật thì tôi cho rằng là cái hướng vụ án mà xét xử sắp tới theo hướng là như kết luận trong bản án sơ thẩm là giao lại toàn bộ đất này đang tranh chấp này cho ông Đinh Tôn Trang quản lý sử dụng, đồng thời á là buộc ông Nguyễn Văn Hưởng phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho ông Đinh Tôn Trang là hoàn toàn hợp tình hợp lý và phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án. Sự việc rõ nhưng không hiểu sao Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lại có phản quyết lạ kỳ như vậy, khiến cho nhân dân xã Hương Lâm bất bình và không thể tin vào pháp luật. Vì vậy khi ông Hướng xây tường, gia đình ông Trang ngăn cản, nhưng người dân và chính quyền địa phương họ không ngăn cản. Người dân xã Hương Lâm đang mong mỏi chờ phiên tòa giám đốc thẩm vào thời gian tới. Có như vậy mới đưa lại sự công bằng cho xã hội và quyền lợi thiết thực cho những người chân chính.